các bạn xem. Hơn một tháng chăm sóc, cuối cùng thì cái sản phẩm bonsai hoa 10 giờ của mình cũng đã hoàn thành. Mình tạo cái dáng bonsai là giống như là một cái bình cắm hoa. Cái phần thân này thì mình lặt hết lá để thấy được cái hình dạng của cái hình là của cái bình cắm hoa của mình, nó sẽ rất là đẹp. Và đồng thời nữa là khi mình ngặt hết lá như vậy á, thì bao nhiêu dưỡng chất á, nó sẽ nuôi cái phần lá và hoa nằm ở trên này thì sẽ mau tốt và đẹp hơn. Để mình xoay một vòng cho các bạn xem có đẹp không nhé. Chỉ tưới ở phần gốc và mình cũng tưới ngay trực tiếp lên trên phần thân để cái thân nó không bị héo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và các bạn xem video của mình thấy hay thì ấn nút like, chia sẻ giúp mình nhé. Và đăng ký kênh miễn phí. Và các bạn nhớ nhấn vào cái chuông thông báo để mà nhận những video kế tiếp của mình đăng lên nhé. Mình sẽ tạo những cái dáng bonsai của video sau cũng sẽ độc đáo hơn. Bây giờ thì mình chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Chào tạm biệt các bạn.